Vâng, và Thanh Thạch xin chào tất cả các anh em. Thì khi mà anh em gặp Thạch thì anh em sẽ gặp được những xe hai thì, và khi anh em nghe giọng nói của Thạch thì sẽ nghe được tiếng nổ của xe xì bo cũng như là hai thì, và kèm theo đó là làn khói trắng. Thì hôm nay Thạch có công việc đi Sài Gòn ghé thăm một người anh đã rất là lâu rồi anh em không gặp mặt, thì cũng có ý định đến thăm anh rất là lâu để tham quan những cái bộ sưu tập của anh, cũng như là cùng cái chí hướng đam mê với Thạch là làn khói trắng và xe hai thì. Thì anh đã sưu tập được 5 con xe cực hiếm và độc trên thị trường Việt Nam. Thì trước hình ảnh anh em đang thấy đó là xì bo 99 và Royan 2 con, và một con Aki nguyên riêng và con Nova. Thì bây giờ Thạch sẽ review và cho anh em xem được những thứ mà Thạch xem cùng với anh Thạch. Thì đầu tiên thì Thạch sẽ cho anh em xem con Roja, thì sẽ chứng minh cho anh em hỏi rõ luôn. Thường anh em hay hỏi Thạch là xì bo xem thấy nó là E116, thì Thạch thường hay nói với anh em là xe giấy đập, thì đó là giấy đập của xe Roja anh qua. Thì thực những anh em mà không biết xe Roja là xe nào, hình hài nó như thế nào và máy móc nó ra sao, thì hôm nay Thạch sẽ sẵn đây Thạch sẽ chỉ cho anh em luôn. Đây là một chiếc Roja nè, dáng của nó như là Suiva, xe có đề máy nằm 110. Thì thường đập giấy qua là người ta không lấy một cái thứ gì trên xác xe Nova, trên xác xe Royan hết, chỉ lấy có cà vẹt, biển số và số khung số máy để tháp qua thôi. Thì bây giờ Thạch sẽ chứng minh cho em anh em thấy là số máy của thằng Royan đúng E16. E116TH, anh em thấy không? Thường thì những người trong giới chơi xe thường hay nói E116 là của Aki, nhưng thật sự tí nữa Thạch sẽ quay số máy của con Aki cho anh em xem. Đây là E116 là đúng của Royan, không cần phải suy nghĩ gì cả. E116 là đúng Royan nha anh em. Aki là không phải E116, Aki là E110 hoặc E115 là đúng của Aki. Đây là chiếc xe thùng nha anh em. Đây, em quay không thấy rõ à. Đây anh em nhìn là từ đời 99, đời 2000 thì còn có cây có hay không, xe có cái xe không ram bóng nha anh em. Nhưng từ đặc biệt là từ đời 99, 98 và Sibor 110 xuống Royan, Sukitan, Aki, Singer, toàn bộ xài xe ra bô ram bóng như vậy nè. Và cái bô ram bóng này nó lợi hại một cái là khi anh em lấy suốt tại nước sơn đưa vào cũng không bay, lấy đồ sắt nhọn cạo cũng không bay. Nó chỉ sợ nhất là giấy nhám thôi, đánh giấy nhám thì nó sẽ bạc trắng. Còn bất cứ cái gì khác không bao giờ làm tổn hại nó được, và nó sẽ bị oxy hóa theo thời gian lâu năm á, thì nó sẽ bị bạc trắng thôi, còn tương đương nó như là gì, bóng. Và cái bô này lợi hại là đến mức mà anh em nếu như mà muốn trang điểm hoặc chải đầu nặng mụn đều được. Ok, đó thì sơ lược về con Royan. Thì máy nằm đây, máy nằm giống như giá ếch nha anh em. Động cơ thì 110. Rồi, bên này cũng là một con Royan. Và đây là con Aki. Thì đây là Aki khác với Singer. Anh em nhìn từ hình dáng đến máy. Máy thì nói chung thì kết cấu á, thì anh em mình nhìn tương đương giống nhau ha. Tương đương giống nè. Đây là cục máy Aki. Cái này các thứ đều giống. Lốc bên này là Zetron, Suzuki giống Igan. Đó, đầu hơi em thấy không? Sườn thì tương đương cái khúc lòi ga này, anh em là nhìn là giống xì bo đúng không? Bởi vì chỗ này cho nên là sườn Aki và sườn Singer rất là dễ dỗ lên xì bo. Người ta gọi là dỗ lên á, thì sẽ cắt bát này và cắt chỗ này, hàng thêm cái bát dài dưới này nữa nè, hàng thêm một cái bát dài dưới này nữa là sẽ lên được hình dáng của con xì bo thôi. Bắt thêm mấy cái bát để bắt trong này nữa là những người mà dỗ sườn người ta sẽ biết cách hàng. Và đây là thường những cục máy ráp lên xì bo mà có cái lõi ở đây là Thạch hay chỉ cho anh em nè, anh em thấy không? Thì đây chính là một cái lõi để mà đo tua máy đó, Thạch hay nói đó, đây. Và hai lỗ bơm nhớt. Thôi, cúi xuống tí anh Dũng. Không thấy. Hỗ trợ đèn. Đó, anh em thấy không? Aki là sẽ có hai lỗ bơm nhớt như xì bo. Đây, chính xác chưa? Nhưng khác xì bo cái gói này nó sẽ có cái lõi, tại vì trong này trống để mình gắn cái cọng này vào để mình đo được cái tua máy nè. Thì đây số máy của nó là E110.
anh em thấy không? E110 và TH nha. TH là Thái đó nha anh em. Aki, Singer, Sukhothai và Gojan đều là của Thái. Còn những bộ phận khác như lốc này anh em nhìn tương đương là giống đó, chứ không khác. Đầu hơi cũng vậy, mấy trăm mười. Anh em thấy không? 110, 109 nè. Ngay cái lõi luôn. Đó, khi nhìn vào là sẽ thấy ngay. 109. Rồi, cái bô đây. Thì cái bô của thằng Aki này, cái bát giống như cái bô của thằng Sibo 110 nha anh em. Bô 110, Sibo 110 nó cũng ngắn như vậy thôi, mà nó màu đen, cũng ram bóng như vậy. Nhưng sự khác biệt của cái bô Aki và cái bô 110 là cái lon ở sau. Cái lon này ở sau á thì nó giống như là cái lon của thằng Singer rất là nhỏ, còn cái lon của thằng Sibo 110 là nó lớn như cái lon Sibo 120 của mình vậy. Nhưng nó không có lỗ gió nha anh em. Cũng là bô ram bóng nè. Và xe Aki thì Thạch thấy rất là nhiều, nhưng Thạch chỉ thấy xe cam, xe cũ thôi. Hôm nay thì Thạch mới thấy được một con nó đẹp như vậy. Và máy móc còn nguyên riêng, chưa bung nha anh em. Máy móc còn nguyên, tại đây là chiếc xe thùng. Nếu như anh em nào mà đoán đúng giá được con Aki này nhiều, Thạch xin tặng anh em cây bô găng bóng. Ngoại trừ chủ xe. Đây, đồng hồ đều có tua ba kim. Rất là tua. Và Thạch cũng như là anh em rất có một điều mà anh em mình rất muốn làm, là muốn nghe được cái tiếng của con này nó gặp. Thì đây là trong phòng kính anh em thấy. Nhưng mà anh Vũ cũng rất là nhiệt tình sẽ cho anh em mình nghe được cái tiếng máy của nó. Và đây Thạch sẽ nổ máy con Aki này cho anh em xem, là một con xe thùng. Nghe anh nói là chạy rất là nhẹ, nhẹ hơn Sibo, ngon hơn Gia Z, rất là nhẹ. Rồi Thạch mời anh em lắng nghe được cái tiếng máy của nó nha. Đúng như lời Thạch nói đúng không? Nghe được lời Thạch nói là phải nghe được tiếng nổ của hai thì. Thấy thân Thạch là phải thấy làn khói trắng. Thì đây. Xe mua về cho có thôi chứ ít chạy lắm nha anh em. Vậy thôi, để hồi khói đây nha. Đó, như vậy thôi là thỏa mãn một cuộc sống của một người đam mê cũng giống như thân Thạch rồi. Bên này cũng vét luôn nha anh em. Sườn nhìn tương đối gấp cũng vậy. Aki ra. Rồi, Thạch tin chắc rằng anh em đã biết được con Aki nó như thế nào rồi ha. Thì trong clip của Thạch còn thiếu con nhắn chuẩn của con Aki đó, thì hôm nay nhờ anh Vũ là bổ sung vào là ok đó. Rồi Rojan thì anh em cũng biết rồi ha. Và đây là con Sibo 99 mà Thạch đã dắt anh Vũ đi mua. Đến đây cũng đã 2 năm rồi. Ảnh vẫn đậu như vậy từ lúc mua tới giờ, rất ít ra đường. Đây, và con rim tem hồng. Rim 2 mà tem hồng. Cũng là loại xe giữ xe mà nói chung là hiếm hơn là rim Thái nữa. Rồi thì Thạch sẽ lướt qua màn ảnh nhỏ cho anh em được thấy được anh Vũ. Vừa tính nói vậy ảnh phải tay à, nó không không rồi. Thôi thì thôi cứ để người bí ẩn đi. Ca sĩ bí ẩn đi, anh Vũ. Rồi, Thạch xin chào tạm biệt anh em. Và hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Sẽ có những điều ích nữa đang đợi anh em chúng mình chinh phục. Nhớ đón xem kênh YouTube của Thanh Thạch nhé anh em. Thạch luôn đồng hành với anh em. Rồi, hẹn gặp lại. Chào tạm biệt anh em. Ơi, canh nấu như thịt của em mà mình còn chi còn đâu, em biết tìm chi cho mình ngon miền nơi lòng.
canh này để nấu với thịt của mày à? Mình rồi em đã lục thịt nơi dây nấu canh cho mình ăn bữa hôm nay. Em thì lần nào cũng thế, dây mâm cơm là mình dây thịt vợ ca canh. Dù em đã cố y tâm tiền đủ thứ khi cho mình ăn. Sau khi anh em mình coi xe xong thì lại coi đồ cổ của anh Vũ, thì đây là lần đầu tiên trong ba mươi mấy năm có mặt trên trái đất này, lần đầu tiên Thạch chứng kiến tận mắt và nghe tận tai cái lo bông bí chạy bằng dây thiều hát bằng đĩa than nó hoạt động nha anh em. Cái này là phải cho nó hoạt động hết rồi mình mới quay tiếp thôi. Không mình đứng quay cũng được, có người đứng quay muốn nhảy lầu hay muốn hàng lên chút. Nên thương em không lần lại cách đôi bạch để em